Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Rối như canh hẹ trước Đại hội Đảng thứ 13 do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y, suy thoái tư tưởng, đạo đức xuống cấp, tham nhũng và lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên. Đe dọa hàng đầu cho sống còn của đảng hiện nay về mặt tư tưởng là đã có một số không nhỏ đảng viên quay lưng lại với chủ nghĩa Cộng sản, công khai bài mác Mác Lênin và đường lối lãnh đạo sai lầm và lỗi thời của đảng. Vô số đảng viên không những đã quay thường lệnh phải bảo vệ chế độ bằng mọi giá, mà còn thờ ơ với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tình trạng này đang dâng lên như con nước thủy triều trước thềm Đại hội Đảng thứ 13 diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Do đó, khi hiến pháp và cương lĩnh đảng đều lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước mà bị nhiều đảng viên phủ nhận, cả hai thì đảng lung lay là tất yếu. Vì vậy, không ngạc nhiên khi thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phải cảnh báo. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề có tính quy luật và mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay. Báo Thanh Niên ngày 5 tháng 7 năm 2019. Nhưng tại sao lại khẩn trương đến thế? Vì theo ông Thưởng, những người xoay chiều chống đảng lại là chính là những cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vì vậy, ông Thưởng, 49 tuổi, đã gay gắt nói, những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy chính trị là nhóm thế lực thù địch, không khó để nhận ra nhưng rất khó đấu tranh. Tại sao lại khó đấu tranh? Ông Thưởng trả lời, vì là lực lượng len lỏi và phức tạp, như vậy là rất cần. Mạng lưới an ninh nội bộ của đảng đã bị những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa, chui vào nhiều nơi, khiến cho tình hình nội bộ khá phức tạp, rất khó biết ai là thù, ai là bạn. Ông Thưởng đã hằng học đặt những cán bộ, đảng viên quay lưng lại đảng vào hạng ngũ thế lực thù địch, thay vì gọi họ là thành phần cơ hội trong nước như trước đây. Nhưng thế lực thù địch này chiếm bao nhiêu phần trăm trong số hơn 4 triệu đảng viên? Ông Thưởng không nói. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng giấu luôn, dù đã nhiều lần lãnh đạo thừa nhận đó là một con số không nhỏ. Thất bại của ngành tuyên giáo không mới, vì người dân bây giờ đã thông minh hơn và biết tìm ra sự thật nhanh và chính xác hơn tuyên truyền của đảng. Phía sau của chỉ thị này là mối so xoắn vỏ lên của ngành tuyên giáo trước sức mạnh của Internet và các mạng xã hội dân sự. Vì nhờ có Internet mà người dân Việt Nam, nhất là những người có học và giới thanh niên đã biết nguyên nhân tại sao chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ ở nước Nga và Đông Âu từ năm 1989 đến năm 1992. Họ cũng hiểu tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không dám ra khỏi quỹ đạo Cộng sản nếu mà Trung Cộng chưa từ bỏ thứ gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Do đó, trong bài viết về tổ chức Đại hội Đảng Bộ của các cấp địa phương từ tháng 4 năm 2020 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cấp bảo đảm giữ vững tư tưởng với định hướng hàng đầu là phải kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong cương lĩnh, điều lệ, đường lối, chủ trương của đảng. Tuy nhiên, vì còn tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, nên ông Trọng đã nhìn nhận.
vẫn còn cấp ủy chưa khẳng định được trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, có biểu hiện trên nóng dưới lạnh, trên có chính sách, dưới có đối sách. Dù có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi nhưng chưa khai thác, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội, thậm chí còn để ra tiêu cực, vi phạm pháp luật. Mặc dù cho ông Trọng kiêu gào và kiên định, rất nhiều đảng viên đã tự đặt mình ra ngoài vòng cương tỏa của đảng để tự do suy nghĩ và tự do hành động theo ý muốn. Một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2019 đã cho ta thấy mặt trái không thật của những điều đảng khoe như thành công trong chống tham nhũng, đoàn kết trong nội bộ, thống nhất lãnh đạo, quyết chí một lòng theo đảng, tuyệt đối trung thành với đảng và kiên định giữ vững và bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo. Vậy tình hình hiện nay, sau 10 hội nghị trung ương, có gì thay đổi khá hơn trong đạo đức, lối sống và tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên không? Bài viết trả lời cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thực tế hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi mà còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Một số cán bộ xa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng cơ hội, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trục lợi. Có nơi bổ nhiệm cán bộ tràn lan sai nguyên tắc, gây bức xúc trong xã hội, điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Vụ ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 người thì 44 người là cán bộ lãnh đạo quản lý. Như vậy thì tình hình có nhiễu nhương, rối ren hay là toàn là chuyện do các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã cấu kết với nhau tung ra vu khống cho đảng. Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng phải nói sao cho dân xuôi tai, dừng để cho diễn biến hòa bình, giật mất lá cờ thi đua thì nguy to. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.